Mẫu chuyện thứ 38, y theo tôn chỉ. Đạo là vốn thiệt cái đàng, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Vào ngày 6 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy có dắt ông Ngô Thành Bá, tức Biện Đài, đi giếng núi Tà Lơn. Một ngọn núi vừa cao vừa rộng, nằm trên địa phận Campot, tỉnh Cần Giờ. Trên đường về, thầy trò không trở lại lối cũ, Đức Thầy lại dắt ông Bá đi đường rừng, tức là những nơi chưa hề có một ai đi tới. Do đó mà đường xá hiểm trở, thật khó đi. Đức Thầy phải ra sức dẹp đường, cầm cây đánh dẹp gai gốc, có chỗ phải khòm lưng, có nơi phải bò qua mới được. Lắm lúc phải theo đường tượng đi, khi vượt lên đỉnh, lúc đổ xuống triền, hết núi này sang núi nọ. Hôm nọ Đức Thầy dẫn ông Bá leo lên ngọn núi cao hơn hết. Trên chót đỉnh bằng phẳng, ít cây mọc. Đây là một cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, có suối nước chảy chậm chậm và trong như mắt mèo. Dưới đáy có cát trắng, mực nước sâu chừng một thước. Đức Thầy đi trước lội ngang qua. Ông Bá đi sau, thấy có cây ngã nằm dắt ngang qua suối, nên ông đi trên thân cây mà qua. Đức Thầy nhìn lại, thấy liền kêu ông Bá mà rầy: "Sao không lội dưới nước theo thầy?" Ông Bá thưa: "Bách thầy, cây ngã ngang qua đi sướng quá, lội làm chi cho ước mình." Đức Thầy nghiêm nghị bảo: "Thầy đi đàng nào, trò phải đi đàng ấy. Cấm trò từ đây không được đi như vậy nữa." Với lời răn dạy trên đây, thời gian sau ông Bá mới hội ý được là Đức Thầy muốn dạy ông một cách gián tiếp, hễ quy y thì khá làm y. Nghĩa là nếu thầy chịu gian lao cực khổ để giải thoát giống nòi và nhân loại, thì đệ tử cũng phải chịu cực khổ gian lao vì mục đích ấy, chớ không được tìm nơi sung sướng an nhàn mà học đạo, thuật theo lời ông Ngô Thành Bá. Phụ bạc: "Thời xưa lúc Đức Thích Ca chưa thành đạo, ngài đã chuyển kiếp vô lượng lần và tu học vô lượng pháp môn. Khi chứng quả Như Lai, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng." Đức Phật nêu lên mục đích giải thoát và khai sáng một lối đi tôn chỉ với nhiều phương tiện cho hàng Phật tử y cứ vào đó mà tiến hành, hầu đạt kết quả như ngài. Thời nay Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng thế, trước khi khai hóa nhân sanh, ngài đã chuyển kiếp qua nhiều nước trong thế giới. Sau khi thu thập những điều đạo học, kinh nghiệm huyền thâm và tu hành giác ngộ, ngài mới vâng lệnh Đức Phật lâm phàm khai sáng Phật giáo Hòa Hảo. "Ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp." Ngài cũng tùy phong hóa dân sanh phù hợp mà khai dọn con đường tôn chỉ học Phật tu nhân, để đưa nhân loại đến tận bờ giải thoát. Trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tuy ngài áp dụng nhiều phương tiện pháp môn, ví như người đi đường có các loại xe và người đi sông có các loại thuyền, nhưng dầu dùng phương tiện nào cũng phải tiến hành theo một lối đi đó mới đạt được mục đích, bởi nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Điều này đã ghi rõ trong tôn chỉ hành đạo. Song vì ngài biết sau này sẽ có thiểu số tín đồ hành đạo sai lạc tôn chỉ, nên không ngớt khuyên nhắc, mà câu chuyện ngài dạy ông Bá trên đây là một. Điểm thứ nhất, thấy rằng lúc giếng núi Tà Lơn, Đức Thầy không hướng dẫn ông Bá trở về đường cũ, mà lại dắt ông đi trên con đường gai trong hiểm trở. Đó là ngài muốn cho ông Bá hiểu ý rằng, từ đây, ông không còn đi xuôi theo con đường luân hồi như bao chúng sanh khác, mà phải đi theo con đường mới, tức là con đường đạo giải thoát của Phật Thánh đã và đang tiến hành. Xong bước hành đạo, còn phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, đường gai gốc thiên sơn vạn hải.
đòi hỏi hành giả cần có đủ đức tin và bền lòng kiên chí mới đạt thành ý nguyện. Tin nữ thiện nam nhìn mối đạo, giàu cho lăng lóc ráng kiên trinh. Điểm thứ nhì, khi đức thầy dắt ông bá đến mé suối, chẳng phải thầy không thấy cây ngã dắt ngang qua suối, mà ngài cũng đoán biết ông bá đi xa sẽ đi trên thân cây đó mà qua. Xong ngài muốn mượn cảnh ấy để dạy tín đồ một bài học, làm cho ông bá phải ghi nhớ mãi mãi. Nên ngài lội nước qua trước, chờ khi ông bá đi trên thân cây, ngài mới quay lại rầy ông. Thầy đi đàn nào, trò phải đi đàn ấy. Cấm trò từ đây không được đi như vậy nữa. Đây là ngài dẫn sự để bài lý. Người sao như chúng ta càng suy nghĩ càng thấm thía. Một nhà tu như đức thầy đã đạt đến chỗ toàn giác toàn minh, trở lại hướng dẫn tín đồ. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Nếu chúng sanh không đi trúng con đường tôn chỉ của ngài đã dạy, thì không gì gặp lại ngài, đừng nói chi đến kết quả. Ai mà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Con đường ngài đã dạy ấy chính là tôn chỉ học Phật tu nhân, mà mỗi tín đồ Phật giáo hòa hảo đều phải thiệt thi trọn vẹn cả hai mặt. Mặt tu nhân ngài đã dạy: hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Và thân hành đạo đắng cay ráng chịu phận làm người, phải liệu cho xong. Cần chi gạn hỏi diễn dông, làm người chưa vẹn khó hồng thành thôi. Bởi có tu nhân mới trả xong nợ thế, sử trọn nghĩa anh và kết quả vô lượng phước đức. Và có học Phật mới có dứt mê bài giác, trí huệ phát khai và giải thoát luân hồi sanh tử. Mặt học Phật tức là tu Phật, thì đức thầy dạy toàn thể tín đồ hằng nguyện: nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngài, tu hiền theo Phật đạo. Hay là: thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh, để tiến tới niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Hay là: về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu. Song muốn đạt đến địa vị ấy, hành giả phải lập thân cõi trần, tức là phải tu nhân như đức thầy hằng dạy: bạc trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Hoặc là: tu đàn nở thấy cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Tóm lại, mỗi tín đồ Phật giáo hòa hảo có tiến hành theo tôn chỉ học Phật tu nhân của đức thầy đã khai dọn, tức là hai phương diện đạo nhân và đạo Phật phải thiệt thi một lượt, sau này mới mong kiến diện ngài và chứng thành đạo quả như ngài thường căn dặn: chúng sanh ráng nhớ thì gần cùng ta. Và: giảng kinh đọc tụng chiều mai.
Ngược lại, nếu ai không tiến hành đúng theo tôn chỉ của Đức Thầy đã dạy và con đường của Ngài đã đi, Thầy đi đàng nào, trò phải đi đàng ấy, thì chẳng những luống công tu hành trong một kiếp mà còn lạc lối theo ngoại đạo, trong gì gặp mặt tổ Thầy mà hằng mong đắc quả. Nam Mô A Di Đà Phật.